1 của giải 3 do Bê Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc khối đỏ giữ, Bê Hoàng Tiến Đập Đại học Thể dục Thể thao khối xanh theo hai đô vào giữa sới. Hai đô xe đài. Xin mời các đô vào tiếp tục theo đầu đèo 1 và đầu đèo 2 và đèo 500.000 đồng đô Phạm Sĩ Thu đã nhất thắng. Xin mời các đô tiếp tục vào theo cho. Hai đô địa phương đô quân và đô trường chuẩn bị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đây là keo vật giải 3 kỳ 1 do đô Ngô Thành Tân ở Vĩnh Phúc khối đỏ giữ, đô Hoàng Tiến Lập Đại học Thể dục Thể thao khối xanh theo. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trong cơ vật này xin mời các đô tiếp tục vào đăng ký xin theo đầu đèo 1, đầu đèo 2 và đèo 500.000. Hai đô thanh niên địa phương chuẩn bị. Sân bãi rồi tiếp tục vào đăng ký xin giữ đầu thuộc và xin theo đầu đầu 1, đầu đầu 2, đầu đầu 500.000 đồng hiện nay đang thu từ đô thu nó thắng độc theo. Xin mời các đô vào tiếp tục đăng ký xin theo cho. Hai đô và giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Chỉnh đốn lại trang phục cho đội áo xanh. Xin mời các đô đã về sân bãi rồi tiếp tục vào đăng ký dữ liệu cho. Đèo thường hiện nay là 200.000 đồng một keo địa phương tiếp tục về trao, tiếp tục trao giải đèo thường. Đèo 500.000 đồng hiện nay đã có. Hai đô chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Do đô Ngô Thành Tân ở Vĩnh Phúc khối đỏ giữ, đô Hoàng Tiến Tập Đại học Thể dục Thể thao khối xanh theo.
nghìn đồng đô Phạm Sĩ Thu đã nhất thắng rồi. Xin nay mời các đô tiếp tục của đăng ký xin theo đô. Đâu leo ngon. Là đô Nguyễn Đồng Kỳ đã giữ đầu đều hai cô thế sao quân đội đã nhất thắng. Xin mời các đô đã về sân bãi rồi tiếp tục của đăng ký xin theo đô. Hai đô tích cực từ hồi nãy. Cửa bụng được cô Nguyễn Tấn Đập đã bị cửa bụng. Đề nghị này kia đưa vào đâu.